Chà hông gió hay còn gọi là phen ganji, món đặc sản tàn nhẫn của người Tây Tạng. Nhưng trái với cái tên mỹ miều, cách thức làm ra món ăn này thật sự tàn nhẫn đến rợn người, gần như là một cách tra tấn. Để có thể chế biến món ăn này, cần đủ các yếu tố sau: một con gà sống, một con dao sắc nhọn, một đầu bếp có tay nghề và một trái tim tàn nhẫn. Khác với cách làm gà thông thường, con gà được hông gió sẽ không được nhổ lông, thay vào đó, nó sẽ bị mổ khi còn đang sống, lôi toàn bộ ruột, gan, lòng, mề để tạo thành khoang rỗng trong bụng gà. Tiếp theo, người đầu bếp ngay lập tức xát muối và thảo mộc vào trong bụng gà, chà xát sao cho bụng gà thấm đẫm gia vị. Quá trình tẩm ướp kết thúc, con gà sẽ bị vặt lông rồi treo ngược trước gió. Lúc này nó vẫn đang sống, và rồi gió lạnh cùng sự đau đớn tận cùng sẽ gặm nhấm chúng cho đến khi những sinh vật đáng thương từ từ chết đi, còn thân xác chúng sẽ vẫn ở đó cho đến khi khô quắt lại và lên đĩa. Toàn bộ quá trình này phải được thực hiện cực kỳ nhanh chóng nhằm giữ cho con gà sống. Và bạn biết đấy, gà có thể không biết suy nghĩ, nhưng chúng cũng biết kêu khi đau. Do đó, tiếng rên rỉ than khóc của đàn gà buổi xế chiều khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng đảo lòng bi ai. Nhiều người yếu tim khi chứng kiến cảnh tượng hàng trăm con gà rên rỉ vì đau đớn đã không kìm nén được sợ hãi. Một số còn chia sẻ, tôi cảm thấy như những con gà đang gào thét, chất vấn loài người tại sao lại làm điều độc ác này với chúng. Tôi đã không còn cảm thấy đói khi chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn ấy. Cứ như vậy, đàn gà được treo trong nắng, gió cho tới khi thịt chúng khô lại và trở thành món ăn. Món gà hông gió đã bị lên án vì quá tàn nhẫn, vì thế cách chế biến kiểu truyền thống giờ chỉ còn ở Tây Tạng. Còn tại thành phố lớn khác, những con gà sẽ được cắt tiết để giảm bớt quá trình đau đớn của chúng. Mình thấy cách thức làm ra món ăn này thật sự tàn nhẫn đến rợn người, gần như là một cách tra tấn. Còn bạn thì nghĩ như thế nào? Cảm ơn các bạn đã xem video.